Võ thần chúa tể chương 5685, này cũng không có lừa gạt đến ngươi. Cái gì? Một màn bất thình lình, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ thấy phía trước bạo tán ra vô số hư không lưỡi dao, tại bạo tán ra sau đó, cũng không sụp đổ tán đi, mà là tại minh tàn đại đế quanh thân tạo thành một mảnh to lớn lưỡi dao sát trận. Những thứ này lưỡi dao không ngừng rung động, khí tức tản mát ra so với phía trước còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều, lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng về phía Minh Tàng Đại Đế không ngừng tiến công. Rầm rầm rầm. Minh Tàng Đại Đế bị vô số hư không lưỡi dao vây khốn. Không ngừng kinh sợ ra tay, liên tiếp lui về phía sau. Ông. Hơn nữa, giữa phương thiên địa này, vô số hư không khí tức lại lần nữa tụ đến, phía trước ẩn ẩn muốn hỏng mất minh thần sát trận tại ninh mộc giao dưới sự thúc giục, vậy mà trong nháy mắt vững chắc. Trảm. Đáng sợ hư không lưỡi dao tiền hậu giáp kích, càng là đem minh tàn đại đế vây ở mảnh này trong không gian thu hẹp, tránh cũng không thể tránh, ngành sinh sinh tiếp nhận đầy trời công kích đánh tới, chỉ có thể cưỡng ép đối kháng. Không có khả năng, ngươi cái này minh thần sát trận vậy mà không có bị phá hư, cái này sao có thể? Minh tàn đại đế một bên ngăn cản, một bên kinh sợ nhìn về phía hát bào tử linh mẫu kha, ngươi lại dám gạt ta nhưng mà cái kia hát bào tử linh mẫu kha cũng là một mặt khó tin nhìn xem bị bao vây minh tàn đại đế nhìn hắn biểu lộ căn bản vốn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì không phải ta ta không có phản bội ngươi không phải ta hát bào tử linh mẫu kha lo lắng hô hướng về phía bốn phía minh thần sát trận điên cuồng ra tay tính toán đem phá hư có thế mặc cho hắn như thế nào ra tay cũng là chẳng ăn thua gì bốn phía minh thần sát trận lại giống như là đem hắn cách biệt đồng dạng mẫu kha ngươi làm ta quá là thất vọng ninh mộc dao một mặt lạnh lùng nhìn xem mẫu kha nhiều năm như vậy ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn đầu này ngươi lời này là có ý gì mẫu kha khó có thể tin nhìn xem ninh mộc dao ngươi ngươi đã sớm biết ta phản bội ngươi ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ sao ninh mộc dao lắc đầu không có khả năng hát bạo tử linh mẫu kha phẫn nộ nói ta ngụy trang tốt như vậy, ngươi làm sao lại phát hiện? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ngụy trang hảo. Ninh Mộc dao giống như là nhìn thằng nóc một dạng nhìn xem mẫu kha, ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy. Lại còn cảm thấy mình ngụy trang hảo. Rõ ràng sao? Hắc bào tử linh mẫu kha chỉ cảm thấy mình bị làm nhục. Mà cái khác tử linh cũng đều ngây ngẩn cả người, mặc dù phía trước mẫu kha đích xác có chút thời điểm đối với giao mệnh lệnh của công chúa có chút không còn cung kính, nhưng là không đến mức rõ ràng như vậy a. À. Ngươi đến cùng lúc nào hoài nghi ta, hát bào tử linh mẫu kha vẫn còn có chút khó mà tin được. Ninh Mộc Giao cười lạnh nói, ta phía trước chỉ là có chút hoài nghi, chân chính chắc chắn, còn là bởi vì những cái kia dương gian người. Bởi vì bọn hắn. Mẫu Kha khó có thể tin nhìn sang. Ninh Mộc Giao thở dài nói, phía trước ngươi đối với ta mệnh lệnh có chút bất kính, còn có thể lấy lý niệm không cùng đi giảng giải, có thể những cái kia dương gian người sau khi đi vào, cử động của ngươi quá khác thường, vẫn đối với bọn hắn muốn đánh muốn giết, yêu cầu ta đem bọn hắn bắt đến hạch tâm quốc độ tiến hành thẩm vấn. Liền xem như cùng bọn hắn hòa diệu sau đó, ngươi cũng yêu cầu đem bọn hắn mang đến cái này hạch tâm chi địa. Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, những người này có thể bình yên đi tới ta tử linh quốc độ, rất hiển nhiên là Minh Tàng Đại Đế cố ý làm, mà ngươi cứng rắn muốn đem bọn hắn mang tới hạch tâm chi địa. Rõ ràng là đang thay Minh Tàng Đại Đế làm việc. Cũng bởi vì cái này, hắc bào tử linh mẫu kha khó có thể tin, tiếp đó nhìn bốn phía, nhưng này Minh thần sát trận. Này liền đã đủ rồi. Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, đến nỗi cái này Minh thần sát trận, ngươi chỗ ở trận nhãn, chỉ là một giả trận nhãn mà thôi, ngươi phá hư đại trận, cũng bất quá là minh thần sát trận một tầng ngụy trang thôi. Hắc bào tử linh mẫu kha lẩm bẩm nói, nhưng nếu ngươi đã đoán đến, ngươi tại sao còn muốn vào bẫy, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản đây hết thảy, bởi vì ta đã chán ghét phòng thủ, đặc biệt là cái kia dương gian người đến. Để cho ta minh bạch, minh Tàng đại đế sắp đặt e rằng đã nhanh phải hoàn thành, tiếp tục chờ tiếp, chờ đợi tử linh quốc độ chỉ có diệt vong mà thôi, nếu là như thế, không bằng tương kế tự kế, để cái kia minh tàng đại đế trực tiếp vào cuộc. Oanh! Ninh Mộc Giao nhìn về phía minh tàng đại đế, trên thân vô tận thần quan nở rộ, trong chốc lát, bốn phía hư không chi địa bên trong hiện lên vô số đường vân, đường vân hóa thành đáng sợ trận quan, nghiền ép hướng minh tàng đại đế. Ta sắp đặt lâu như vậy, chính là muốn đưa ngươi dạo sát ở đây, ngăn cản ngươi thôn tính ta tử linh quốc độ âm mưu. Ninh Mộc Giao điên cuồng thôi động hư không khí tức, không ngừng chém về phía Minh Tàng Đại Đế. Oanh! Đáng sợ trong tiếng nổ, Minh Tàng Đại Đế điên cuồng ngăn cản, trên thân cấp tốc xuất hiện từng đạo vết máu, cái kia thê lương bộ dáng, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng váng. Cái này tử linh thủ lĩnh, vậy mà đã sớm dự liệu được giờ khắc này. Nàng là cố ý dẫn Minh Tàng Đại Đế ra tay, đem hắn vây giết ở đây. Hảo kín đáo tâm tư. Ngũ nhạc Minh Đế, thập điện Diêm Đế, u minh đại đế cùng đám minh giới đại đế đều là rung động nhìn xem một màn này quả nhiên trên đời này bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường cái kia tử linh tộc nhân từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực chính là bị động phòng thủ có ai nghĩ được đến hội có hiện tại giờ khác này trước mắt cái kia minh thần sát trận uy lực so với phía trước nhằm vào bọn họ thời điểm mạnh đâu chỉ một bậc cái này căn bản là một cái bẫy nhằm vào minh tàng đại đế cạm bẫy nếu như bây giờ bị vây ở đại trận bên trong chính là bọn hắn, vô cùng có khả năng cũng sẽ lâm vào chân chính nguy cơ, vẫn lạc tại ở đây. Không chỉ có là bọn hắn, xinh đẹp tử linh A tư các nàng cũng ngay dại. Không nghĩ tới giao công chúa sớm đã có chuẩn bị, có thể chấn kinh sau khi, nhưng là cuồng hỉ, từng cái kiệt lực thôi động đại trận. Không. Hắc bào tử linh mẫu kha gầm thét lên tiếng, vội vàng phóng tới một bên khác tử linh cường giả, một quyền ngang tàn oanh ra, muốn ngăn cản bọn chúng thôi động trận pháp. Minh tàng đại đế không xảy ra chuyện gì, bằng không nói liền xong rồi. Chấp mê bất ngộ. Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, khẽ nhã lãnh ngữ, sau một khắc, ánh mắt nàng phát lạnh. Xuy suy suy. Bốn phía trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo hư không lưỡi dao trực tiếp bao trùm cái kia hát bào tử linh mẫu kha. Đưa nó trong nháy mắt dạo sát ở trong đó, từng đạo khe tại trên người nó trong nháy mắt xuất hiện, lít nha lít nhít. Không. Ta không sai, ta mới đúng, để cho ta trở thành tử linh nhất tộc vương. Mới có thể cứu vớt cái này không có tương lai tộc đàn. Ta không cam tâm. Trước khi chết, cái này hát bào tử linh không khỏi gào thét lên tiếng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Cuối cùng, quanh một tiếng. Trước mắt bao người hát bào tử linh mẫu kha đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong bị vô số đáng sợ hư không khí tức tại chỗ cắt ra, giảo sát thành vô số mảnh vụn, tiêu tan tại hư không. Cái này phong hồi lộ chuyển một màn, đem một bên ma lệ đều cho nhìn ngay người. Tần trần, đây là... Ma lệ nháy nháy con mắt nói. Tốt, đừng ngốc nhìn. Đúng lúc này, nguyên bản một mực khoanh chân ngồi ở chỗ đó tần trần, càng là bỗng dưng đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Đến thời khắc quan trọng nhất. Tần trần lẩm bẩm nói thời khắc quan trọng nhất ma lệ khẽ giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bốn phía vô số hư không khí tức đều bị dẫn động những thứ này hư không khí tức hóa thành một mảnh đáng sợ lòng giam đem cái kim minh tàng đại đế hoàn toàn vây ở trong đó hơn nữa từng đạo ẩn chứa đáng sợ các chém lực hư không chi khí tụ đến cấp tốc tạo thành một thanh thông thiên lưỡi dao chém về phía minh tàng đại đế ninh một dao kế hoạch có thể thành hay không thì nhìn phía dưới Tần Trần lẩm bẩm nói. Lúc này Ninh Mộc Giao toàn thân nở rộ tia sáng, liền như là một tôn cửu thiên thần nữ đồng dạng, nở rộ hừng hực tia sáng, đem cả người sức mạnh thôi động đến cực hạn. Oanh! Ở đây đáng sợ hư không khí tức chém vết phía dưới, thiên địa bốn phía cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, giống như nấu sôi nước sôi, cái kia kinh người tràn cảnh. Làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là biến sắc. Lực lượng này, nếu là chém chúng ta, ta có thể ngăn trở sao? Thập điện diêm đế nhóm cường giả biến sắc, con ngươi đột nhiên co lại. Ở nơi này hư không khí tức chấn nhiếp phía dưới, bọn hắn tê cả da đầu, như có loại lưỡi đau khắp cả người cảm giác, đây là... Có thể uy hiếp bọn họ công kích. Phốc phốc phốc. Trước mắt bao người, những thứ này kinh khủng hư không khí tức không ngừng phát trảm tại minh tạng đại đế trên thân, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Minh Tàng Đại Đế ánh mắt kinh sợ, lay động thân hình ở giữa liền chỗ sung yếu dết ra ngoài. Nhưng những này hư không khí tức quá mức kinh khủng, đem hắn tầng tầng vây quanh, trong lúc nhất thời càng là tránh thoát không ra. Lòng giam Bốn phía tất cả hư không khí tức, tạo thành một tòa đáng sợ thiên địa lòng giam, đem hắn vây ở trong đó, mà lúc này Minh Tàng Đại Đế liền như là ngoan cố chống cự đồng dạng, ở bên trong không ngừng dãy dùa, cực kỳ thê thảm. Bực này hư không khí tức, nếu là chúng ta bị nhốt trong đó, cái kia. U Minh Đại Đế mấy người liếc nhau, không khỏi thầm kinh hãi, bọn hắn có loại cảm giác, nếu như đổi lại là bọn hắn, sợ là sẽ phải ở nơi này hư không khí tức vây khốn phía dưới. Từng chút gạt bỏ ở bên trong, căn bản không thể tránh thoát. Cái kia Minh Tàng Đại Đế đâu? Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chầm chầm Minh Tàng Đại Đế, liền thấy Minh Tàng Đại Đế không ngừng dãy dụ cùng gào thét, hướng về phía ninh mộc giao cả giận nói ninh mộc giao buông tha ta ta nguyện ý đi nương nhờ ngươi ra sức cho ngươi cùng nhau chấp chưởng cái này tử linh trường hà đi nương nhờ ta ninh mộc giao đôi mắt băng lãnh căn bản vốn không để ý tới minh tàng đại đế mà nói tiếp tục thôi động hư không khí tức hiển nhiên là nhất định phải đem minh tàng đại đế đưa vào chỗ chết không thể ha ha này cũng không có lừa gạt ngươi nhìn thấy Ninh Mộc Giao đối với mình đề nghị không có bất kỳ cái gì tâm động chi ý, Minh Tàng Đại Đế nguyên bản hoảng sợ thần sắc chật tiêu thất, ở dưới con mắt mọi người, càng là nhếch miệng nở nụ cười. Gia hỏa này, loại thời điểm này còn có thể cười đứng lên. U Minh Đại Đế bọn người trợn mắt hốc mồm. Lộc bột. Ninh Mộc Giao cùng tần trần nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Ai, chiếu vào mức này, vẫn không có thể lừa gạt đến ngươi sao? nguyên bản ở nơi này hư không khí tức trong lòng giam không ngừng dãy dụ minh tàn đại đế. Bây giờ càng là đột nhiên ngừng thân hình, ở dưới mọi người con mắt vết thương chồng chất, lúc trước cực kỳ kinh sợ cùng chật vật hắn, lúc này khóe miệng nhưng là lặng yên buộc vòng quanh một tia bình tĩnh nụ cười. Thôi, là thời điểm kết thúc. Kèm theo minh tàn đại đế tiếng nói rơi xuống, một cổ bao trùm đại đế trên khí tức từ minh tàn đại đế thể nội đột nhiên bạo phát ra. Chấn động tứ phương bạn đang nghe truyện tại tán tu